quý vị, sáng nay Thành ủy Đà Nẵng hội nghị ban chấp hành lần thứ 5 nhằm đánh giá tình hình các mặt công tác quý 3, 9 tháng đầu năm, ban phương hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021 và cho ý kiến một số nội dung theo quy chế làm việc. Chủ trì hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Báo cáo do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết trình bày tại hội nghị cho thấy, trong bối cảnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp, Ban Thường vụ Thành ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, thực hiện nhiều biện pháp linh hoạt, quyết liệt, nhờ đó đến nay đã kiểm soát được dịch bệnh và đang từng bước chuyển trạng thái thích ứng an toàn với dịch bệnh, khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó có một số mặt nổi bật như kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm 2021 ước đạt 1.306 triệu đô la Mỹ, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 15.049,8 tỷ đồng, bằng 69,1% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao. Thành phố đã tổ chức 2 phiên đối thoại với gần 400 hội, hiệp hội doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI trên địa bàn thành phố bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, nhằm lắng nghe ý kiến góp ý của cộng đồng doanh nghiệp để chính quyền thành phố đưa ra những giải pháp, biện pháp mang tính căn cơ, từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn, các khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp trở lại hoạt động an toàn, hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, nhất là đẩy mạnh việc quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông cơ bản được đảm bảo. Từ nay đến cuối năm, hội nghị xác định khẩn trương ban hành và triển khai hiệu quả kế hoạch phòng chống dịch và phục hồi kinh tế xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt với COVID-19, phấn đấu đạt kết quả cao nhất tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách năm 2021. Thực hiện nghiêm 5K kết hợp với đẩy mạnh tiến độ tiêm chủng, khi nhận đủ số lượng vaccine phòng COVID-19 do Bộ Y tế phân bổ trên cơ sở đúng đối tượng, đảm bảo an toàn kép. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2021, năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư trên các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin, chuẩn bị điều kiện sẵn sàng để khôi phục hoạt động du lịch, trước mắt là du lịch nội địa, đẩy nhanh tiến độ các công trình động lực trọng điểm, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Hội nghị cũng đã nghe Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo tình hình công tác phòng chống COVID-19 thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến, báo cáo kế hoạch phục hồi và tăng trưởng kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng trong trạng thái bình thường mới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh, mục tiêu bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân cơ bản đạt được, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất cũng như tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm. Đồng thời nhấn mạnh đến 6 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến là tập trung tiêm vaccine cho người dân, tiếp tục nới lỏng và cho phép khôi phục hoạt động ở một số lĩnh vực, khẩn trương xây dựng phương án phục hồi kinh tế 3 tháng cuối năm 2021, tháo gỡ hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng trọng điểm, phấn đấu giải ngân đầu tư công đạt tỷ lệ ít nhất 95%. Đẩy mạnh phân cấp phân quyền trong thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Tổng kết hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2021, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra từ đầu năm, cần tập trung thực hiện tốt xây dựng Đảng, đề nghị các cấp ủy tập trung rà soát, triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội 13, nghị quyết đại hội 22 Đảng bộ thành phố và nghị quyết 43 của Bộ Chính trị. Liên quan đến công tác phòng chống dịch, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh: Tôi đề nghị các cấp ủy nghiêm túc lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các cái biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn theo đúng hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia và thành phố, với một cái quyết tâm là không để phát sinh các điểm nóng về dịch bệnh và tiếp tục quản lý kiểm soát chặt chẽ người từ vùng dịch trở về địa phương, nhất là các cái nguồn lây từ bên ngoài. Tôi cũng thống nhất với ý kiến của đồng chí trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch về việc là tới đây, trên cơ sở cái tình hình kiểm soát dịch bệnh và đặc biệt là theo cái hướng dẫn mới của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch, thì chúng ta tiếp tục xem xét mở một số các cái hoạt động trên địa bàn thành phố. Thì đây là một trong những cái việc mà tôi cho rằng là người dân, rồi doanh nghiệp cũng đang rất là mong mỏi. Thì chúng ta cần phải thực hiện mở sớm. Tuy nhiên là tôi xin lưu ý là tất cả các cái biện pháp kiểm soát dịch là phải kèm theo các cái
hoạt động khi chúng ta lấy lòng. Bí thư Thành ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương ban hành kế hoạch phát triển kinh tế sau dịch, tăng cường trách nhiệm hai tổ liên ngành về tháo gỡ khó khăn vướng mắc đầu tư, về đất đai, làm tham mưu cho ban chỉ đạo, triển khai sớm các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất, đồng thời quyết liệt giải ngân đầu tư công, phấn đấu đạt ít nhất 95% kế hoạch. Liên quan đến việc triển khai các công trình xây dựng trọng điểm, Bí thư Thành ủy đề nghị các cái công trình dự án trọng điểm mà trong cái phát biểu của đồng chí chủ tịch đã nêu ấy, thì trước mắt chọn ra một số các công trình dự án trọng điểm mà chúng ta nhìn thấy có khả năng khởi công được trong năm 2022 để chúng ta tập trung vào cho cái việc chỉ đạo thực hiện tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc và nhất là về trình tự thủ tục. Thì tôi đề nghị có mấy cái công trình này là công chí cần tập trung vào báo cáo với thường trực của ban thường vụ, đó là dự án cảng Liên Chiểu, dự án Làng Vân, ba khu công nghiệp và khu công nghiệp phụ trợ. Đấy là bốn cái dự án mà tôi thấy là có khả năng để chúng ta thực hiện khởi công được trong năm 2022. Thì bây giờ muốn như vậy chúng ta phải đôn đốc và quyết liệt thực hiện từ bây giờ thì chúng ta mới có. Còn tất cả những cái việc khác thì chúng ta vẫn cứ phải làm và thực hiện. Nhưng mà những cái gì mà chúng ta nhìn thấy ngay là chúng ta phải báo cáo với hội nghị là hai cái dự án cảng Liên Chiểu và Làng Vân, nếu như chúng ta thúc đẩy song hành cùng khởi động được lên và khởi công được trong năm 2022 thì nó sẽ tạo ra một cái sức hút cũng như là một cái cực tăng trưởng rất lớn ở trên địa bàn quận Liên Chiểu cũng như là địa bàn thành phố. Bí thư Thành ủy đồng ý và đề nghị triển khai sớm bong bóng du lịch với quốc tế, chủ động phối hợp với các cơ quan trung ương trên chính phủ sớm sửa đổi nghị định 144, đồng thời chủ động trong thu ngân sách, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, làm tốt công tác an sinh xã hội, chú ý đối tượng gặp khó khăn do Covid-19, chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động, khẩn trương xây dựng phương án dạy học trong tình hình mới.